Tác phẩm này thể hiện nàng công chúa Sita, vợ hoàng tử Rama, ngồi với một tư thế rất đẹp trên một chiếc ghế dài. Phía sau lưng là một vòng cây bị quỷ vương Ravana giam cầm trong một khu vườn tráng lệ. Tác phẩm này mang phong cách Quảng Nam, niên đại được xác định là vào khoảng thế kỷ thứ 10.